Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Financial Times dẫn nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết các nước thành viên EU đang xem xét khả năng tư quyền bỏ phiếu của Hungary nhằm đạt được thỏa thuận phân bổ kinh phí cho Ukraine. Theo họ, EU có thể áp dụng điều 7 của Hiệp ước 2007 về việc cho phép tư quyền bỏ phiếu của một quốc gia vì vi phạm luật pháp châu Âu. Quá trình này có thể bị chặn bởi bất kỳ thành viên EU nào khác. Tuy nhiên, như tờ báo lưu ý, sau cuộc bầu cử gần đây ở Ba Lan, trong EU không còn người bảo vệ đảm bảo cho Hungary nữa. Mặc dù vậy, một số thành viên trong cộng đồng vẫn cảnh giác với ý tưởng áp đặt các hạn chế đối với Budapest. Thay vào đó, họ có ý định chứng minh cho thủ tướng Hungary Viktor Orbán thấy cái giá thực sự của việc đất nước này bị cô lập trong EU để buộc Hungary phải thay đổi quan điểm về việc phân bổ vốn cho Ukraine. Tờ báo viết nếu chiến thuật này không hiệu quả, 26 quốc gia trong hiệp hội có thể ký kết thỏa thuận hỗ trợ Kiev mà không có sự tham gia của Hungary, nhưng điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn và sẽ chỉ là giải pháp tạm thời. Trước đó, ông Orbán cho biết Budapest không có ý định ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ ngân sách EU. Ông xác nhận, tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông đã ngăn chặn việc sửa đổi ngân sách cộng đồng nhằm phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2024-2027. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh ngày 14 tháng 12, về phía Kyiv, Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo EU đã quyết định để khởi động đàm phán về tư cách thành viên chính thức với Ukraine. Ông Zelensky nêu rõ: "Trong những ngày tới, cùng với EC, chúng tôi sẽ chính thức ra mắt quá trình đánh giá luật pháp của Ukraine để phù hợp với luật pháp EU. Đây là quá trình sàng lọc. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị khuôn khổ đàm phán cho Ukraine. Chúng tôi hy vọng khuôn khổ được thiết lập vào mùa xuân." Trước đó, EC hồi tháng 11 cho biết Ukraine đã hoàn thành 4 trong số 7 khuyến nghị của mình, bao gồm chỉ định các quan chức chống tham nhũng, chuẩn bị việc sửa đổi hiến pháp và sắp xếp luật truyền thông với các tiêu chuẩn của EU. Ngoài ra, EC cho biết sẽ đánh giá sự tiến bộ của Ukraine một lần nữa vào tháng 3 năm 2024, một phần của một con đường dài và phức tạp hướng tới tư cách thành viên. Quá trình mà đại sứ của EU tại Ukraine, Katarina Matanova, đã mô tả là vô cùng mệt mỏi. Ngoại trưởng Hungary trước đó khẳng định Budapest không liên quan gì đến quyết định đó của EU. Được biết, Ukraine nộp đơn gia nhập EU vào năm ngoái, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, nguyện vọng này của Kiev vấp phải sự phản đối của Hungary, một thành viên của khối. Để khởi động đàm phán, EU cần được sự đồng thuận của tất cả thành viên. Hungary cho rằng Ukraine chưa đủ tiêu chuẩn gia nhập EU và tuyên bố sẽ phản đối đến cùng việc khởi động đàm phán tư cách thành viên của Ukraine. Đây không phải lần đầu Hungary mâu thuẫn với các đối tác EU. Nước này năm ngoái phủ quyết thỏa thuận của EU cấp cho Ukraine 19 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Sau nhiều ngày tranh cãi về quỹ viện trợ của EU cho Hungary, Budapest mới chấp thuận khoản hỗ trợ này. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijjato đã trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Pháp LCI hôm 17 tháng 12. Ông nói, tôi không nghĩ Nga sẽ tấn công quốc gia thành viên NATO. Theo ông Peter Sijato, NATO là liên minh an ninh và quốc phòng mạnh nhất thế giới. Trích dẫn điều 5 trong Hiệp ước Phòng thủ NATO, ông cho rằng nếu bất kỳ quốc gia NATO nào bị tấn công thì sẽ bị hiểu đây là hành động tấn công tất cả các thành viên của khối. Ngoại trưởng Peter Sijato cho hay, tôi không nghĩ nước nào đó, không chỉ Nga, sẽ mạo hiểm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Trước đó, trả lời kênh Russia 1, tổng thống vladimir putin cho biết nga không có ý định đối đầu quân sự với liên minh quân sự nato ông vladimir putin nói đó là một câu chuyện vô nghĩa và tôi tin rằng tổng thống joe biden hiểu điều này nga không có lý do cũng như lợi ích cả về mặt điện chính trị kinh tế chính trị hay quân sự trong việc đối đầu quân sự với nato Ông Putin đề cập tới bình luận trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cho rằng Moscow sẽ không dừng lại khi giành chiến thắng ở Ukraine và có thể mở rộng hoạt động quân sự sang các nước NATO. Theo ông Putin, nhận xét trên của ông Biden chỉ để hỗ trợ cho chiến lược của Mỹ nhằm vào Nga. Đầu tháng 12, ông Biden cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng trong kế hoạch quân sự tại Ukraine, Moscow sẽ mở rộng chiến dịch và tấn công các nước thành viên NATO. Hiện có sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Thượng viện Mỹ không thể thông qua dự luật chi tiêu trị giá 111 tỷ đô la Mỹ, trong đó sẽ phân bổ hơn 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lập luận rằng điều này sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo và uy tín của Mỹ. Trước tình hình có viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ bị đình trệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du tới Mỹ để thuyết phục các nhà lập pháp nhưng kết quả không như ý. Những gì ông Zelensky nhận được là cam kết viện trợ trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, cuộc đàm phán gia nhập EU được bật đèn xanh cho Ukraine sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng Budapest sẽ không tham gia trong quyết định tồi tệ này. Một ngày sau, Hungary phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, khoảng 55 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Vậy tại sao Hungary kiên quyết chống lại nỗ lực của Ukraine gia nhập EU và đâu là cơ hội thực sự để Ukraine trở thành thành viên? Câu chuyện về việc Kiev cố gắng gia nhập Liên minh châu Âu, vấn đề từng gây ra cuộc đảo chính Euromaidan cách đây một thập kỷ, đẩy Ukraine đến sự hủy hoại về kinh tế và nhân khẩu học, đồng thời dẫn đến sự gián đoạn cuối cùng trong quan hệ với Nga, đã lên đến đỉnh điểm trong tuần vừa qua khi các nhà lãnh đạo EU họp để thông qua các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhắc lại rằng ông không tin Ukraine sẵn sàng gia nhập EU và gọi quyết định này là hoàn toàn vô nghĩa, phi lý và không phù hợp. Đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị mạnh mẽ từ 26 thành viên khác của khối, ông Orbán cho biết Hungary sẽ từ bỏ quyết định tồi tệ thay vì phủ quyết hoàn toàn đơn đăng ký của Ukraine. Ngay sau đó, ông đã lên x tên mới của Twitter để thông báo rằng Budapest sẽ chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đề xuất cho Kiev. Vào cuối ngày, ông Orbán còn đảm bảo rằng Hungary sẽ có thêm cơ hội để ngăn chặn việc Ukraine gia nhập EU trong những năm tới. Bình luận về các trận chiến ở Brussels giữa một bên là ông Orbán và một bên là các nhà lãnh đạo khối khác. Tiến sĩ Jean-Bert Doctorow thuộc Đại học Columbia, một chuyên gia về Nga và quan hệ quốc tế giải thích rằng có một số yếu tố cả được tuyên bố công khai và riêng tư thúc đẩy sự phản đối của nhà lãnh đạo Hungary đối với ý tưởng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Dr. nói, ở hạng mục đầu tiên, họ buộc Ủy ban châu Âu phải tuân theo trật tự từ các quy tắc của riêng mình. Cụ thể là Ukraine đã được EC đưa ra 7 yêu cầu về những vấn đề cần khắc phục trong chính phủ và xã hội, trong đó có chống tham nhũng. Ông Viktor Orbán chỉ ra rằng nước này chỉ giải quyết được 3 trong số 7 nhiệm vụ thiết yếu, nên việc hoãn xem xét tư cách thành viên cho đến khi tất cả các yêu cầu của EU được đáp ứng là phù hợp. Theo Pravda, trong ngày 16 tháng 12, Tổng thống Ukraine đã ca ngợi hiệu quả của các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp. Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng tiết lộ về kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí trong nước. Ông Zelensky nói, lực lượng phòng không của chúng tôi đã làm việc rất tốt. Trong 24 giờ qua, họ đã đánh chặn 30 máy bay không người lái UAV của đối phương. Trong một tuần, chúng tôi đã khiến đối thủ tổn thất 104 UAV, chưa tính tới các tên lửa khác cũng bị đánh chặn. Các hệ thống phòng không như Patriot, Nasam và Gepard đang cho thấy hiệu quả tuyệt vời tôi cảm ơn tất cả các bên đã giúp đỡ Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã có cuộc họp với các quan chức quân đội cấp cao của Ukraine. Cuộc họp kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, tập trung vào kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ và tăng cường sản xuất vũ khí trong nước. Theo ông, mục tiêu cuối cùng là cải thiện năng lực phòng thủ của Ukraine qua từng tháng. Trong một diễn biến liên quan khác, vào tối 15 tháng 12, Phòng không Nga cũng đã ngăn chặn một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ 26 máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công bán đảo này. Sau đợt tấn công đầu tiên, Ukraine tiếp tục đưa thêm 6 UAV tấn công Crimea nhưng đều bị phòng không Nga bắn hạ. Thời gian diễn ra cuộc tập kích UAV của Ukraine kéo dài từ 20h30 đến 23h50 theo giờ địa phương. Trong thông báo cuối cùng về cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ không ghi nhận thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng từ các cuộc tập kích của UAV Ukraine. Nga đã phát triển riêng pháo tự hành Lotus cho lực lượng lính dù của nước này. Quá trình phát triển hệ thống pháo tự hành Lotus mới của Nga cho lực lượng lính dù nước này đã tới vạch đích và đang chờ thử nghiệm, sau đó sẽ được biên chế về các đơn vị. Thuật ngữ pháo tự hành dùng để chỉ những khẩu pháo gắn trên xe thiết giáp cho phép chúng di chuyển nhanh chóng và độc lập tới nhiều vị trí khác nhau trên tiền tuyến. Tính cơ động này mang lại sự linh hoạt và hỏa lực lớn hơn do vũ khí có thể triển khai sát hơn tới tiền tuyến và tránh phải sử dụng các xe vận tải riêng. Khối lượng của xe pháo tự hành Lotus chỉ tầm 18 tấn nên nó vẫn có thể thả tiếp đất bằng dù. Pháo sử dụng khung xe BMD-4M do nhu cầu lắp thêm các thiết bị lớn mới, khung này sẽ được gia cố. Kíp pháo tự hành Lotus của Nga gồm 4 quân nhân, mỗi người có một nắp mở riêng và thiết bị quan sát riêng. Ghế của chỉ huy và pháo thủ được trang bị bằng các kính ngắm quang học điện tử. Khẩu pháo là sự phát triển thêm của khẩu 2A51 120mm với nòng dài hơn kết hợp với các phẩm chất chính của Đại Bác, lưu pháo và súng cối. Pháo có tính cơ động cao, tầm hoạt động rộng, Tốc độ chuyển đổi từ trạng thái hành quân sang tác chiến chỉ là 30 giây. Tầm bắn của pháo là 13 km, tốc độ bắn từ 6 đến 8 quả đạn 1 phút. Mức độ cơ động của pháo được ưu tiên trong bối cảnh đối phương trên tiền tuyến sử dụng nhiều UAV và radar phản pháo. Khả năng sống sót của pháo tự hành Lotus phụ thuộc vào tốc độ rời khỏi vị trí. Động cơ diesel 2 b 06 mã lực giúp Lotus có tốc độ 70 km/h trên, giờ trên đường bộ và 40 km/h trên, trên địa hình gồ ghề. Tầm hoạt động của xe pháo này là 500 km.